Chào cho bác. Chào cháu. Dạ vâng, bác ơi, bác đang làm gì vậy ạ? Bác đang sơn con rối nhỉ? À, sơn con rối. Thì bác ơi, cháu cũng biết về bác về làm về cái múa rối nước này cũng rất là lâu rồi. Hôm nay cháu mới có dịp là về thăm làng bác, quê bác và nhà bác và cháu rất là hâm mộ. Vậy bây giờ cháu muốn mua một con rối về gì gì nhỉ? Về một con trâu. Thì bác có nhà bác có làm trâu không? Vì cháu là tuổi con trâu mà. Thì cháu muốn làm một con trâu để cháu về trang trí. Không, nhà bác là tất cả con trâu với con đông gì nhà bác cũng có À thế à? đấy, À dạ vâng, làm đặt theo yêu cầu cũng được đúng không bác? không có được đâu ạ. À. Đây con trâu này, con trâu là con trâu diễn cho này, Wow. chưa phải diễn, chưa diễn được. À. Ui con trâu này to nhỉ, to này cũng nặng bác. Kích thước như nào vậy ạ? Con này nó khoảng dài là khoảng 45 phân rồi. Dài 45 phân. Vậy là quá quá đẹp luôn này nhỉ. À cháu là Đây tuổi là mình trâu. được khoảng trên là khoảng là 50 phân trên 50 phân đấy. À thế à? Cái Nhưng mà con trâu như thế này mà cháu muốn nó màu hồng hay màu khác thì hay màu gì có được không? Theo yêu cầu của cháu.